chào các bạn. Trước mặt tôi là quả. Bây giờ mọi người thử suy nghĩ xem đây là quả gì. Mình là con chuột. Mình đến đây có việc. Nói đi. Xin lỗi mọi người, bây giờ tôi sẽ tiếp tục nói. Đây là một loại quà, nó thuộc họ bưởi. Mọi người cứ thử đoán xem đây là quà gì. Nó đây là một quả to, nó giống như một quả bưởi, nhưng mà nó thì nếu là quả bưởi thì nó sẽ rất tròn trĩnh, nhưng ở đây nó không hề tròn. Bây giờ tôi sẽ đo kích thước cho các bạn xem nha. Đây là chiều dài của quả, từ cuống đến đôi là tầm 18 cm. Đây, 18 cm. Còn bây giờ đo chiều ngang. Chiều ngang là 11, đây 12, 13, 14 cm. Và nó thực sự nó là một cái quả khổng lồ. Và bây giờ tôi sẽ tiết lộ với các bạn. Đây là quả chanh lai. Quả chanh lai này thì được giống trồng từ năm 1998 cho đến bây giờ là trọn được gần 21 năm rồi. Con bảo ơi, con biết đó quả chanh lai rồi. Và cái này nó không phải là hiếm, đây là không phải là một cái quả to duy nhất mà nó rất nhiều quả. Cứ mỗi năm đến vụ mùa nó sẽ ra một cái chùm to, mỗi chùm được khoảng 5-6 quả, mà mỗi quả nó đều to như thế này. Nhưng mà cái thân cây nó thì cũng nhỏ thôi, tôi không có thời gian để mà đi review cái chân để xem cái cây. Tuy nhiên đây là đã hái về và đây là quả cuối cùng của vụ này. Thì đây là đã hái về đây cho nên là sẽ không quay ở gốc nữa. Khi bóc ra thì cái vỏ nó cũng tương đối dày, dày khoảng 2 cm. Nhưng mà trong đây là rất nhiều nước. Nước thì ở đây siêu mỏng nước. Nước mà vắt ra cũng phải, cái loại cốc này phải được vài cốc mà nó cực kỳ chua luôn. Để mà bảo quản được cái nước chanh này thì chúng tôi thường có cái cách như là vắt ra xong đưa lên đun qua. Đun qua xong đổ vào chai bảo quản trong tủ lạnh. À, bạn ý kiến đi. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Bò đường ơi. Là được. Bò đường để uống á? Ra bò đường uống. Ngọt hơn. Như vậy là mùa chanh thì nó cũng không quá nhiều, nên là khi mà quả rất to mà nước chanh rất nhiều, được 3 cốc đầy như thế này thì chúng ta sử dụng một lần không thể hết được. Mà chúng ta sử dụng gia đình thì sử dụng rất ít. Vì vậy là chúng tôi thường vắt lấy nước xong cho vào nồi đun lên sôi xong để nguội, rót vào chai bỏ vào tủ lạnh thì bảo quản được rất lâu. Có thể chỉ cần khoảng 3-4 cái quả chanh này thì có thể sử dụng cả năm đối với những gia đình nhỏ vài thành viên. Còn đây là quả chanh đã bóc ra, đây là vỏ nó. Và đây là mùi quả chanh, nó to như này, nhìn to như bưởi luôn, to hơn cả cam luôn. Đây là quả thứ nhất. Còn đây còn một quả nữa là này vừa bứt về. Đây cũng là chính là quả cuối cùng trên cây. Nó cũng to không kém gì cái quả vừa bóc xong. Chiều dài thì nó có vẻ ngắn hơn một tí xíu. Ở đây 18 thì lùi lại đây, đây 16 cm. Rộng nó lại hơn, rộng ở đây là 14, gần 14, 13 rưỡi. To gần bằng đầu một đứa trẻ.